Chào tất cả mọi người nha. Hơn tuần nay mưa liên tục, đến ngày hôm nay mới ngớt mưa đây. Chắc là vẫn còn mưa tiếp. Hôm nay mình lại tiếp tục lên đỉnh núi để thám bẫy nha anh em nhé. Đây, một cái bẫy dây đây. Cái khu này thì mình chủ yếu mình đánh bẫy dây, bẫy gà về nuôi rồi. Nếu mà đánh bẫy cạm thì đã bắt được lâu rồi. Bẫy dây thì nó lâu vào hơn. Và này có mấy cái bẫy dây nữa. Nếu mà ngày trước mình đánh nhiều bẫy cạm thì mưa kéo dài thế này thì kiểu gì cũng có hàng đấy. Còn đánh chủ yếu bẫy dây thì chưa biết được như nào. Mưa liên tục thế này thì chưa chắc gà nó đã dám đi lại nhiều đâu. Có một cái đây nữa. Cái này ngày trước đã dính được bao nhiêu con gà đấy. Mưa xong rất là khó đi nhá, trơn nguy hiểm. Đến gần bẫy thì mình mới quay cho anh em xem nhé. Đánh rải rác vài cái. Mỗi cái cách nhau khá xa đấy. Dây này mình buộc màu đen này. Gà con trồi nó qua thì nó không thể biết được. Đấy là hôm nay có được gì không? Đây một cái bẫy dây nữa. Cái này vẫn nuôi luôn. Gần đây thì được con gà trên này chắc là nó sợ nó bay đi chỗ khác kiếm ăn, nó không dám quay lại đây nữa. Khoảng một thời gian dài nữa nó mới dám quay lại. Hôm nay thì mình đi thăm xong bẫy mình lại gài thêm nhé. Mưa kéo dài thế này thì có chồn thì nó đi lại nhiều đấy. Đánh bẫy dây này thì dính chồn thì không lấy được đâu. Hôm nay mình gài thêm một số cạm nữa. Mình đang ngồi nghỉ ở trên này thì nghe tiếng gà kêu dưới này nha anh em nhé. Dưới này mình đánh một cái đúng một cái dây dưới này thôi. Hình như dính bẫy rồi. Chắc là nó vừa vào thôi. Hình như dính cắt. Đang ngồi nghỉ thì nghe tiếng gà kêu chắc nó mới vào. Im thế nhỉ, hay là bị buộc mất rồi. Khi bị buộc mất rồi anh em ạ. Vừa thấy nó kêu dưới này. Non nhá. Không thể thoát được. Bấy đây nhá. Chắc này vừa tạnh mưa xong nó vừa lên đây rồi. Mái non, nãy mình đang ngồi nghỉ trên kia, ngồi một lúc thì nghe tiếng kêu dưới này, chắc chắn là nó vừa vào luôn.
Tuyệt vời thật. Con này đem về để nuôi không biết là có thành không này. Anh em nào đã nuôi thì cho mình xin ít kinh nghiệm nhé. Đem bắt mấy con gà rừng về nuôi không biết là nó có đẻ không. Ngày trước cũng nuôi mấy con nhưng mà bị sổng. Với lại là nhốt cái chuồng bé quá nó chết. Tuyệt vời rồi. Đặt cái bẫy ở đây. Bắt buộc nó phải qua đây này. Cái dây trắng xóa này mà nó vẫn lắm nhắm vào. Tuyệt vời nha. Bây giờ mình cho nó vào túi đã. Rồi mình ra ngoài này mình gài thêm mấy cái bẫy dây nữa. Con này thì bé thôi, con này con non thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bẫy cạm ở đây hình như là dính bằng má rồi nhỉ mà. Nhìn từ xa ra thấy nó ủi nát bét đây lên. Đúng thật, đúng thật. Đấy nha, quẩy này nha. Cái này ngày trước mình gần đây mình gài mình phủ lá cây vào. Nếu mà dính gì thì nhìn thấy xa nó ủi đỏ lên là phải. Chắc yếu lắm hay sao này. Còn trên núi đá thì cái mồm và cái móng nó rất dài nhá, cái móng nhọn nhá, để nó đào bới thức ăn dễ hơn. Chân rất là dài. Phá tan thành cho hề ra như vậy. Đấy. Này khoảng tầm cân đấy, nhìn này thôi. Người nó rất là chắc. Phá nát hết vậy luôn này. Bây giờ mình bắt nó vào túi rồi thì tiếp tục đi nha. Mình đã xem gần hết bẫy rồi anh em nhé. Đi đến đây thì thấy con gà nó bới dưới này. Ngoài này mình đặt hai cái bẫy. Hy vọng là được thêm một con nữa nhé. Kiếm thêm được con gà sống nữa thì quá tuyệt vời luôn. À, ba cái bẫy. Chứ không phải là hai cái đâu. Trời mưa kéo dài thế này thì đặt cạm ở những khe đá, những chỗ khô ráo thì rất dễ được chồn luôn. Còn mình đặt bẫy dây ở đường này thì chủ yếu là bắt gà, bẫy gà. Đây cái này là ngày trước dính con gà trống, bị con gì nó ăn bằng sạch luôn. Vì khu này có gà nên là mình không đặt bẫy cạm nhé. Chỉ đánh bẫy dây thôi. Cái kia không dính nữa nhé. Còn hai cái ngoài này nữa. Cái này mình sẽ lên mình gài thêm mấy cái bẫy dây ở đây nữa. Nếu mà con đàn gà nó qua thì kiểu gì cũng dính được vài con. Ồ. Cái này trong mưa to quá nó bị sập. Chán không nhỉ. Đặt cái đường này nếu có gà nó kiểu gì nó sẽ qua đây. Nãy thấy dấu vết nó bới ở ngoài kia. Chắc là nó không đi đến đây. Từ ngày mai thì
nắng lên rồi kiểu gì con gà nó đi lại nhiều. Đây, đánh bẫy cạm thì cứ đánh cái chỗ khô ráo này, kiểu gì cũng trồi mỗi qua. Dưới này người ta đang hát ầm ĩ mưa gió, mình lọ mọ đi rừng xem bẫy. Rồi mình sẽ xuống dưới này mình xem mấy cái bẫy cạm dưới này nhé. Có một cái ở đây bật rồi anh ạ. Vì hôm nay chiều nay 2-3 giờ mình mới từ nhà đi. Bây giờ xem chưa hết bẫy mà đã trời đã chuẩn bị tối rồi nhé. Bây giờ ở trên cao này, trên cao này còn 3 cái bẫy dây phanh nữa thôi là hết bẫy rồi. Cái này không biết đúng là gì này. Dạ. Nó bị sổng mất hay sao ạ? Dính một con sóc hôi thôi, cứ tưởng con gì to. Bây giờ mình sẽ lên trên này mình xem nốt mấy cái ba cái bẫy dây phanh nữa, nếu mà trúng gì thì mình quay cho anh em xem nhé. Nếu mà không trúng thì mình cũng kết thúc video ở đây thôi. Thì ngày hôm nay cũng thành quả cũng tạm tạm. Sóc hôi này.